Tôi tưởng cũng được ngay lập tức. Chịt tôi rồi các bạn ơi. Cơ hội cuối cùng. Ôi nó kháng luôn. Ahu. Có một điểm sức cấp nó hiệp thật. Thôi rồi. Thân sức bạn bị xích. Ở bên trong của bạn nhớ bạn bằng clip ở thân sức bạn bị xích ở Trung Quốc bạn 15k một mảnh nhá. 15k một mảnh cho bạn lấy bit nhá. Ôi nhìn nó bốc đám kia. Có ai nhân tấn công 2 lượt phải không các bạn nhỉ? Để em thi xong, em xin cha mẹ lên hủy chơi. Chào bạn Minh Trân nhá. Phan Quốc Trung. Chào Trung nhá. Ôi nó không chạy kia. Mình nghĩ bây giờ đây là con bài hỏi dài phản kích. Nếu như Ma Lan hỏi dài phản kích thì mình bị hỏi dài con bài hâm trúng này. Ôi nó quả lại rồi. Ôi khốn gớm. Như vậy bây giờ nó trị hồi được rồi các bạn ơi. Các bạn thấy được khốn đánh khốn không? Rất khốn nhá. Nó hỏi dài tất cả quả của mình. Một cuộc huyệt chiến. Nó kháng như bao nhiêu vậy các bạn? Sao nó kháng như vậy nhỉ? Nó kháng cái gì mà nhiều dòng quá. Rắc rối thật. Các bạn nó giải thích được cái kháng này không nhỉ? Kháng quái, kháng bày, kháng phép. Nó cái gì mà 2-4 lượt chứ nữa. Làm sao mà chơi được đây? Nó lại có con bay thực tế mà cái. Không biết là kỳ, không biết là con bay hình nhân nó có bắt được con này không nhỉ? Như vậy nó giảm kháng rồi. Như vậy là một lượng nó sẽ giảm kháng một lần. Hình như vậy. Ôi bộ lực đi hơi bướm. Đúng rồi, bộ lực đi hơi bộ lực sẽ cướp. Ôi con này dễ có bay nhân của mình đâu cả ơi. Cái chuyện tốt rồi. Ôi bay nó khó chịu thật. Bay nó cực kỳ khó chịu. Bay của mình cũng vậy. Bây giờ hồi sinh bướm đến siêu cấp. Hồi sinh con ba hình nhân. Bây giờ hồi sinh con ba hình nhân. Không cần hồi sinh. Ôi nó kháng được. Chết tôi rồi. Ôi ôi. Không biết là con kháng được ôi ôi hù ba hồn. Chưa thua như vậy chưa thua. Nhưng mà sắp phải tới giáng rồi. Một trận chiến lay rồi quá. Hãy gọi lại luôn. Thì ngô này. Đây diệt đi. Diệt chung đi. Kêu sức mạnh tên bạn.
Thử đi ăn. Thử luôn nhá. Ôi trời, trên này kia. Là lông nhện này. Ôi, một đa nhện. Thằng ba bị mắc kẹt. Hình như bị giảm đam thế này, nếu chị Huy bị giảm đam. Nó giảm bao nhiêu đam vậy các bạn nhỉ? Thôi dead đi. Lần sau mình sẽ triệu hồi để giết nó. Ôi này gọi ra kia. Hai cái tứa tích. Một cái gì nó tích. Ôi nó giảm kịp thực. Được. Một trận chiến siêu lầy. Không có hồi kết. Ôi lại có này. À, bây giờ như nó vẫn còn đang có kháng thế phải. Ôi này. Nó tận cũng được ngay lập tức. Chết tức rồi các bạn ơi. Cơ hội cuối cùng. Ôi nó kháng luôn. Ao hù. Có một điểm xếp cấp nó khiếp thật. Thôi rồi. Ôi lại được. Ai. Không thể nào tin được. Quất thì vòng. Dead đi. What the hell. Kỳ lạ thật. Một trận win này không thể nào tin, không thể nào tin nổi. Thế nhưng cả bạn sẽ tin bị chậm hơn nhiều thì phải. Đánh hết nghiêm túc. Ok, đánh nghiêm túc nào. Lại tập 1 nào. Bây giờ không đua nữa. Hãy xem sức mạnh thật sự của thằng 3 đây. Các bạn đã sang để vào được top 1 chứ. Nhưng mình nghĩ ba như vậy là không vào được top 1 rồi. Chứ ba cũng ra là khó vào được top 1 hơn. Hình nhưng ôi đấy, ui chủ tiệm má này. Như vậy mình có 3 chủ tề áo má nhá. Như vậy có video để làm rồi. Như vậy mình sẽ bóc video này lên. Chủ tề áo má. Thêm một con đi. Thêm một con chủ tề áo má này đi. Còn 4 lá nữa.
phong độc